Điểm mới của hội thi quân báo trinh sát toàn quân năm nay là phần thi bắn súng chiến đấu, tổ trinh sát đặc nhiệm truy kích địch rút chạy. Trong thời gian ngắn, tổ bắn chiến đấu phải sử dụng nhiều loại súng như súng ngắn K54, súng AK, súng bắn tỉa, tư thế bắn thay đổi thường xuyên để tiêu diệt mục tiêu ở nhiều vị trí khác nhau. Với độ khó cao, bài thi yêu cầu các trinh sát viên phải thể hiện trình độ kỹ chiến thuật thành thục, kỹ năng nghiệp vụ điêu luyện, sử dụng thành thạo điêu luyện các loại súng, phán đoán xử trí các tình huống đúng trúng ở địa bàn tác chiến. Đặc biệt, yêu cầu sự phối hợp nhịp nhàng, nhanh và chính xác giữa các trinh sát viên trong đội thi đấu. Khi tổ trinh sát đặc nhiệm truy kích địch rút chạy, thì bài thi cần phải sử dụng nhiều loại vũ khí, thời gian thì có hạn và tư thế bắn thì thay đổi thường xuyên, vừa phải vận động vừa bắn. Đòi hỏi là người cán bộ trinh sát viên không những phải có sức khỏe mà còn phải có cái sự linh hoạt và rèn luyện trong quá trình luyện tập. Đối với bài này thì khi mà vào thì chúng tôi phải hiệp đồng rõ các số, từ số 1, từ tổ trưởng đến số 4, các số và vị trí của các số. Và cơ động lên thì mỗi số thì đã có những cái động tác bắn riêng biệt chứ không số nào giống số nào cả. Vì vậy mà trong quá trình luyện tập thì chúng tôi cũng luyện tập riêng, và trong quá trình mà tổ chức tổ đi thực hiện nhiệm vụ và bắn đạn thật thì chúng tôi cũng đã hiệp đồng một cách chặt chẽ qua bộ đàm cũng như là mệnh lệnh bằng cái tiếng báo hiệu để mà tổ chức bài bắn được thành công. Và tôi nghĩ là bài này thì rất là thiết thực đối với lại trinh sát đặc nhiệm trong quá trình mà thực hiện nhiệm vụ khi được giao. Tổ trinh sát đặc nhiệm truy kích địch là cái bài mà đòi hỏi kỹ năng rất là cao. Tổ trinh sát đặc nhiệm của các đơn vị cũng đã có cái thời gian chuẩn bị rất là tốt, cho nên là đạt được cái kết quả tương đối tốt. Cơ bản là các tổ đã đạt được cái yêu cầu, điều kiện bài bắn đề ra và cái quy định trong bắn súng hội thi đề ra. Tranh tài ở nội dung bắn súng K54 bài 1B, các tuyển thủ đều xác định rõ sự quyết tâm, bình tĩnh, thực hiện đúng yếu lĩnh động tác để đạt được số điểm cao nhất. Bước vào hội thi hội thao thì tôi cũng xác định nó như là một cái trận chiến đấu. Nếu mà mình không bình tĩnh, không tự tin thì không thể đạt được kết quả cao. Đấy, từ đó thì tôi cũng đã thực hiện cái nội dung bài bắn này đạt kết quả cũng tương đối tốt. Với quyết tâm cao, các đội thi đua tài hoàn thành tốt các phần thi, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị. Nội dung của hội thi sát với quá trình huấn luyện, qua đó đánh giá toàn diện chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ nghiệp vụ và xử lý tình huống đặt ra của lực lượng quân báo trinh sát.